Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên hội nhập thì Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ở khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có những người Việt Nam đang ở nước ngoài. Họ đã trở về quê hương để kinh doanh, để làm ăn và góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước ở nhiều lĩnh vực. Mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện sau đây. Nằm tại một trong những vị trí đẹp nhất với ba mặt tiền hướng ra Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền Plaza vốn là một trung tâm thương mại mang tính biểu tượng văn hóa từ những năm đầu thế kỷ 20 của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Tràng Tiền Plaza đã có khoảng thời gian 4 năm ngừng hoạt động và bị xuống cấp nặng. Với mục đích tái sinh biểu tượng văn hóa kinh doanh một thời của thủ đô, trở thành một trong những trung tâm mua sắm hàng hiệu cao cấp nhất Việt Nam, doanh nhân gốc Việt Jonathan Thành Nguyễn đã quyết định đầu tư tổng số vốn 400 tỷ đồng và kêu gọi 3.000 tỷ đồng vốn đóng góp từ các nhà đầu tư để mang lại diện mạo mới cho Tràng Tiền Plaza. Jonathan Hạnh Nguyễn còn được xem là người có công xây dựng nên đế chế hàng hiệu và mang các thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng từ nước ngoài về Việt Nam. Ngoài ra, ông còn góp phần là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai chính phủ Hoa Kỳ, Việt Nam và Philippines, Việt Nam. Kể từ khi đất nước mở cửa, từ năm 1996 đến nay, Jonathan Hạnh Nguyễn cùng tập đoàn ITT do ông gây dựng đã đầu tư hoặc hợp tác đầu tư 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu đô la Mỹ. Những dự án này đã mang lại doanh số hàng năm khoảng 460 triệu đô la và tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam. Sau khi sự thành công của Tràng Tiền, và nhân dịp đây chúng tôi cũng cảm ơn các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi đã có được một trung tâm thương mại Tràng Tiền xứng đáng với thủ đô Hà Nội, với bộ mặt của Hà Nội đang càng ngày càng đổi mới. Trong tương lai thì với cái đà được sự tin tưởng này thì tôi hy vọng sẽ có một trung tâm thương mại sớm mở cửa ở trong miền Nam tại thành phố thân yêu mang tên Bác Hồ kính yêu. Thì cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, tôi hy vọng với mặt bằng lớn hơn, gấp 2 lần, gấp 3 lần của Tràng Tiền, thì đó là cái chỗ để chúng tôi thực hiện được giấc mơ, thực hiện được niềm đam mê là đưa toàn bộ các thương hiệu lớn trên thế giới tập trung về trung tâm thương mại này, ở ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Chọn một ngành kinh doanh hoàn toàn khác biệt với ông vua hàng hiệu, David Dương lại mạnh dạn đem đến tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng từ xứ sở cờ hoa về giải quyết một lĩnh vực chưa có người khai phá để làm sạch môi trường cảnh quan đô thị tại quê hương. Câu chuyện kinh doanh của gia đình họ Dương trên đất Mỹ trải qua nhiều thăng trầm từ khi xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng đến khi trở thành một trong 100 công ty hàng đầu của ngành công nghiệp chất thải ở Hoa Kỳ đã giúp ông tạo dựng niềm tin và thôi thúc ông trở về. Tại sao chúng tôi quyết định về đầu tư, nó khai việc mà nó thôi thúc cho chúng tôi, việc thứ nhất là cha mẹ chúng tôi khuyến khích chúng tôi trở về đầu tư để mà góp phần xây dựng cái quê hương, góp phần bảo vệ môi trường và làm sạch cái môi trường, làm bớt đi bệnh hoạn đối với người dân của mình. Và cái việc thứ hai mà nó thôi thúc cho mình coi như trở về mình làm là tại vì mình thấy nó là một cái cơ hội để mình có thể đóng góp được cái công lao, những cái việc mà mình học hỏi được nước ngoài. Các cái cơ quan chính quyền họ cũng đã nhìn thấy được cái quyết tâm đó của mình và thấy mình có cái lòng đối với quê hương, thành ra họ cũng trợ giúp rất nhiều. Vì vậy cho đến ngày hôm nay chúng tôi rất hạnh diện và rất sung sướng là tại vì mình đã thực hiện được những cái cam kết của mình đối với nhân dân của thành phố này và đối với chính quyền. Mình đã làm tốt công việc mà xử lý rác và bảo vệ môi trường cho thành phố, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước và bảo vệ nguồn không khí. Trong lĩnh vực giải trí cũng ghi nhận nhiều nỗ lực đáng kể của các nghệ sĩ hải ngoại. Tiêu biểu phải kể đến sự kiện vào cuối tháng 10 năm 2013 vừa qua, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã nhận được giấy phép chính thức thành lập trung tâm giải trí ca nhạc tại Việt Nam với sự tham gia góp sức của người anh em họ nổi tiếng, đạo diễn Sa Liên Nguyễn. Vân Sơn đã từng đi khắp thế giới, đi rất là nhiều nước, đi trên 10 nước trên thế giới này và rất là nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Đi đến bất cứ đất nước nào thì cũng có gặp những khó khăn. Đặc biệt thì về Việt Nam chúng ta thì cũng có những cái thủ tục khó khăn,
Nhưng mà Vân Sơn thường hay tâm sự bạn bè, Vân Sơn là người thích đương đầu với lại sự khó khăn. Khi mà mình vượt qua được sự khó khăn đó thì cái cảm giác mà mình chinh phục được sự khó khăn nó sướng lắm. Thật ra khi mà Vân Sơn đã bỏ khoảng chừng gần 2 năm ra để mà làm cái công việc mang trung tâm Vân Sơn về đến Việt Nam, và hôm nay là cái giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Đây chỉ là ba trong rất nhiều ví dụ điển hình cho thế hệ những người Việt sinh sống ở nước ngoài quay trở về đóng góp xây dựng quê hương. Ngoài ra, có thể kể đến rất nhiều gương mặt người Việt nổi bật khác đang sinh sống tại các quốc gia trên thế giới, thuộc mọi lĩnh vực đang có những đóng góp cho quê hương xứ sở. Hiện Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống, học tập và lao động tại 101 quốc gia. Trong đó có khoảng nửa triệu là lao động xuất khẩu. Số lượng kiều hối gia tăng theo từng năm với các con số ấn tượng. Năm 2013, lượng kiều hối cán đích con số 11 tỷ đô la. Chúng ta đánh giá là Việt kiều chỉ có mời gọi họ được về chất xám, hay là về kỹ thuật, hay là về những chuyên gia này, giáo sư nọ. Nhưng chúng ta quên đi, cái năng lực tài chính Việt kiều cũng lớn lắm. Chứng minh là 11 tỷ đô la đã chuyển qua ngân hàng chính thức. Đấy là nguồn kiều hối mà chúng ta phải xuất khẩu tới 100 tỷ mới có được 10 tỷ đô la đem về cho ngoại tệ về cho đất nước. Mà đằng này chúng ta đã có 11 tỷ đô la và đồng thời chúng ta còn đi 3 đến 5 tỷ đô la là chưa có đi qua con đường chính thức này. Như vậy tại sao chúng ta không nên lập ra ngân hàng Việt kiều? Ngân hàng này sẽ do chính những người Việt kiều họ tích cóp dành dụng ở nước ngoài, hay là những cái Việt kiều mà có hàng triệu đô la và họ tin tưởng rằng là cái ngân hàng này sạch, không có bị nợ xấu. Lượng kiều hối nhận được trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là từ Mỹ và châu Âu gửi về. Lượng kiều hối chuyển chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh ngắn hạn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, buôn bán của các doanh nghiệp, hộ gia đình. Một phần chảy vào bất động sản, trong đó chủ yếu là đầu tư vào các công trình đang xây dựng để hoàn thiện, và chỉ một phần nhỏ là để chi tiêu cho các thân nhân trong gia đình. Thì hiện nay về luật hiện thời thì tôi thấy có một số những ưu đãi vẫn còn dành cho cái nhà đầu tư là những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ví dụ như là chính sách mà cho một số đối tượng là những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở. Cũng có một số những cái trường hợp khác, ví dụ như là ưu đãi khác. Ví dụ như là cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được quyền là chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất đối với một số dự án nhà ở mà do những cái công ty Việt Nam mà có những cái chức năng kinh doanh bất động sản phát triển, hay là những cái trường hợp là những cái người Việt Nam định cư nước ngoài thì nếu xin thì được miễn thị thực nhập cảnh. Và hiện nay thì cái chính sách mà hai giá áp dụng cho người Việt Nam và người nước ngoài trước đây thì bây giờ nó cũng không còn nữa áp dụng cho. Bên cạnh những gì đã đạt được, còn không ít những vướng mắc cần tháo gỡ và xử lý kịp thời để đưa các văn bản pháp luật đi vào cuộc sống. Hiện nay, làn sóng doanh nhân Việt kiều về nước ngày càng tăng và trẻ hóa. Họ bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình từ những dự án nhỏ lẻ nhưng gắn liền với văn hóa và nhu cầu của thị trường nội địa. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhiều giáo sư nổi tiếng trên thế giới quay trở về đóng góp cho quê hương bằng các dự án giáo dục đào tạo con người. Có thể kể đến những cái tên như giáo sư tiến sĩ, viện sĩ Thông Tấn Hàn Lâm, Viện Khoa học Văn chương Nghệ thuật Châu Âu Trần Văn Khê, giáo sư công nghệ sinh học Nguyễn Văn Thuận của Bệnh viện Tân Tạo, giáo sư khoa học Võ Văn Tới của Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực giải trí cũng xuất hiện nhiều nghệ sĩ về nước kinh doanh, thành lập các trung tâm giải trí và hãng sản xuất phim, góp phần mang một làn gió mới khởi sắc cho ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam. Có thể kể đến những cái tên như đạo diễn Victor Vũ, Dustin Nguyễn, Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, Dinh Hài Hoài Linh, Vân Sơn và nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác. Nhìn lại thực tế, từ khi chính thức đón làn sóng người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư kể từ năm 1996, bước ngoặt gia nhập WTO và chuẩn bị ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, những thành công của Việt Nam trên trường quốc tế là đáng tự hào, vì trên chính trường đã có nhiều quốc gia biết đến có một Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á đang trỗi dậy, trong phát triển kinh tế và đã có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước thuộc tất cả các châu lục. Để thực sự hội nhập và phát triển kinh tế, nước ta cần có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư và các cơ quan chức năng thực sự hỗ trợ cho người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước kinh doanh, làm giàu cho quê hương. Và những câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đồng tiền thông minh ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web đồngtiềnthôngminh.fbnc.com hoặc là facebook.com/đồngtiềnthôngminh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.